Về các xu hướng học tập trong mùa hè này, du học Anh ngữ từ lâu đã không còn là một khái niệm mới khi ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn du học ngắn hạn tại các nước nói tiếng Anh để phát triển khả năng ngoại ngữ của bản thân. Trong vài năm trở lại đây, bên cạnh các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc, Singapore, thì Philippines đã được số đông người học lựa chọn như một điểm đến lý tưởng cho việc học tập tiếng Anh. Được Viện Khảo thí Giáo dục Mỹ đánh giá là quốc gia sử dụng tiếng Anh nhiều thứ năm thế giới và có trình độ tiếng Anh xếp thứ 3 châu Á. Philippines đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với hơn 300 trường Anh ngữ lớn nhỏ. Trước tiên là học phí tại du học tại Philippines thì rất rẻ, chỉ bằng từ 1 đến 1/4 chi phí học tiếng Anh du học tiếng Anh tại các nước như là Anh, Mỹ và Singapore. Và đặc biệt là chương trình học tập tại Philippines được thiết kế cho chi tiết từng đối tượng học sinh theo từng lứa tuổi. Vì vậy các chương trình chạy hè của học sinh hàng năm thu hút được ngày một đông học viên từ 7 đến 15 tuổi. Và sau mỗi khóa học thì các học viên sẽ đạt được cái kỹ năng giao tiếp rất tốt. Không chỉ thiết kế các khóa học dành cho người lớn, các trường Anh ngữ tại Philippines cũng đồng thời xây dựng các khóa du học mùa hè dành cho trẻ em. Đây là một môi trường học rất là lý tưởng. 100% các cháu là được giao tiếp bằng tiếng Anh và hơn nữa rằng là hàng ngày thì các cháu được thường xuyên là rèn luyện những ngữ hiệu, ngữ âm này mà 100% là chuẩn của người nước ngoài. Trước đây thì em khá là ngại nói chuyện với người nước ngoài vì em nghĩ họ khá là lạnh lùng. Nhưng mà sau khi sang Philippines thì em thấy là các thầy cô ở đây rất là vui vẻ, cũng rất là thân thiện và tại em một cái học tại em rất là thoải mái. Với những ưu thế về môi trường, chi phí cũng như thời gian học tập, du học Anh ngữ tại Philippines là lựa chọn đáng để đầu tư đối với các gia đình có nhu cầu tìm kiếm môi trường học tiếng Anh thuận lợi ngay từ khi trẻ chập chững làm quen với ngôn ngữ này.